Tiểu sử Đại tướng Tô Lâm, con trai Đại tá Tô Quyền, người thân cận bên ông Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên giám đốc công an tỉnh Hải Hưng, bây giờ là tỉnh Hưng Yên. Ông Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng. Ông được giảng dạy học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ thuở nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền, tham gia cách mạng vào Nam hoạt động phục vụ Trung ương Cục vào những năm 1966-1975, cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình. Với hình tượng của bố, ông Tô Lâm theo học lĩnh vực an ninh. Vào tháng 10 năm 1974, ông Tô Lâm là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông Tô Lâm theo học và nghiên cứu lĩnh vực về pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Đại tướng Tô Lâm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 năm 1981 và ông trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động của Đảng và Nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp đại học về lĩnh vực an ninh, ông Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp Công an Nhân dân Việt Nam của mình. Tháng 10 năm 1979, ông được phân công vị trí công tác tại Cục Bảo vệ Chính trị 1 thuộc Tổng cục An ninh. Thời kỳ năm 1993 đến năm 2006, Đại tướng Tô Lâm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3 thuộc Tổng cục An ninh. Tại Cục Bảo vệ Chính trị 3, tiền thân nay là Phòng Trinh sát thuộc Vụ Bảo vệ Chính trị Bộ Công an, công tác của ông tập trung vào việc điều tra và khám phá, đối phó và giải quyết với những âm mưu phá hại của tổ chức đối tượng thù địch nước ngoài đến từ châu Âu nhằm xâm hại an ninh quốc gia. Năm 2006, Đại tướng Tô Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Đến tháng 4 năm 2007, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong hàm thiếu tướng. Năm 2009, ông được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 thuộc Bộ Công an. Tháng 7 năm 2010, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong hàm trung tướng, cùng đợt phong thiếu tướng và trung tướng với ông Phạm Minh Chính. Sau đó, ngày 12 tháng 8 năm 2010, ông Tô Lâm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Suốt sự nghiệp đấu tranh lâu dài, ông công tác tại Tổng cục An ninh, ông đã tập trung nhiệm vụ thực thi chức năng và mục tiêu của Công an Nhân dân, tiến hành bảo vệ chính trị Đảng, Nhà nước, bảo vệ chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa dân tộc, đối phó gián điệp, lực lượng chống phá Việt Nam đến từ nước ngoài lẫn nội địa. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Bộ Chính trị cũng bổ nhiệm ông giữ chức vị trí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 13 tháng 4 năm 2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Tô Lâm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an của Chính phủ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, đến năm 2017, ông Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ
Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 30 tháng 7 năm 2016, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông Tô Lâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 đã phê chuẩn, được Chủ tịch nước bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an của Chính phủ Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1438 QĐ-TTg bổ nhiệm ông Tô Lâm làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trưởng Tiểu ban An ninh Trật tự xã hội. Trong suốt thời gian làm việc tại Tổng cục An ninh Bộ Công an, rồi Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã được đánh giá là một nhân vật cứng rắn, nhưng thông minh và quan tâm tới việc tăng cường hợp tác với các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ ở một số lĩnh vực. Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo phá những vụ án tham nhũng lớn có quy mô tổ chức liên quan đến nhiều nhân vật tầm cỡ. Các bạn đang theo dõi thông tin tiểu sử Đại tướng Tô Lâm trên kênh Người Nổi Tiếng 24 giờ.